Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay team Minh Phụng đang tranh thủ chuẩn bị hai cây piano B25 đến với khách hàng thân yêu tại Tân Bình, trong đó có một đơn giao đến gia đình hai cha con yêu thích piano. Vị khách hôm nay đã đến showroom vừa lúc nghệ sĩ Quốc Đạt pianist đang có mặt tại Minh Phụng Music. Bên cạnh đó, gia đình còn được anh hướng dẫn tận tình cách sử dụng đàn và đánh demo các tiếng trên cây Cutman B25. Và team sẽ xuất phát từ showroom 98 Bành Văn Chân theo dõi video của mình nhé các bạn. Vì đường phố thời tiết trong xanh mát mẻ nên anh em đến nhà khách rất sớm để bàn giao đúng hẹn cho gia đình. B25 đang được mang từ sân để vào nhà và lên phòng của em trai. Trên nền gạch trắng là toàn bộ phụ kiện của chân đàn Justin Cutman. Đây, nhân vật chính video kỳ này chính là piano điện Cutman B25 màu đen, ấn tượng được bảo vệ cẩn thận với lớp ni lông dày. Đàn được mang ra và để lên chân đàn. Mời anh em chiêm ngưỡng nhé. Khi kết hợp tất cả các phụ kiện gồm giá nhạc, pedal và chân đàn, chiếc piano B25 sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế trong không gian sống của người chơi. Hãy trải nghiệm sự hoàn hảo này và để từng buổi chơi nhạc trở nên thú vị hơn bao giờ hết. B25 với ngoại hình ấn tượng mặt kính chắn gương, tô điểm bằng dải đèn led trải dài, bật logo Cutman, màn hình LCD hiển thị thông số đàn một cách rõ ràng, nút bấm bố trí khoa học, dễ dàng sử dụng. Anh khách chia sẻ với mình rằng hai cha con ghé thăm showroom 347 Điện Biên Phủ để tìm mua cây Artesia Performer nhưng rất tiếc là hàng đã hết. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về đàn B25, em trai đã thử chơi trực tiếp và cảm nhận rằng B25 chất lượng vượt trội hơn Artesia Performer nên quyết định chọn mua B25. Và đây là lý do mà bạn đã sở hữu ngay em đàn này trong nhà nhé anh em. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.